What the hell? No, 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 no. Ăn thịt gà không? Không. Đi đâu ơi? Quay à? Vào đây. Quang với Duy đi cùng nhau à? Quang. Hả? Quang. Đi vào đây. Quay thịt gà. Ừ. Vào đây. Ui. Quang với Duy đều đi chơi à? Quang. Ba thằng bỏ học tâm sự với nhau đi. Em cô giáo nào không dạy sao mà bọn này bỏ học hết đấy. 1, 2, 3 lên. Đây rồi đấy. Cô giáo tên gì? Cô giáo mày tên gì? Đâu biết được. Cô giáo tao tên là Hoa. Xe mô tô không? Xe mô tô ấy. Tô thiếu tiền. Cái tiền là em mua đấy. Cái tiền là em mua. Hả? Cái tiền là em mua tô. Tô à? Tao cũng thế. Tao bán mô tô, tao đi mua ô tô. Mua không thấy đi xem điện. Thế á? Ừ. Gặp quán. Không thấy Hùng Bi ở đâu ấy. Bia gì? Đâu à? Vâng. Chơi đâu vậy? Đi lượn. Đi ăn lượn, đi làm. Hoàng đi làm cá. Hả? Đi cá. Đi đâu? Đi cá. À, đi cá. Duy Vinh Ngọc à? Duy Vinh Ngọc à? Mấy tuổi à? Mày mấy tuổi? Gì à? Ừ, mấy tuổi? Khoan, con 6 tuổi à? À, thì ta lại hơn 6 tuổi. Mày kém ta 1 tuổi, mày phải gọi tao bằng chú. Em gọi anh là anh. Mày kém ta 1 tuổi, mày gọi tao bằng anh. Thế? Kém ta 1 tuổi, mày gọi tao bằng chú. Ai à? Chết chê à? Ơ nhỉ? Chả thế lại còn lý. Duy bỏ xe gọn ra cho người ta vào. Nhưng tao có vào đây đâu mà bỏ. Nhỡ đâu. Đấy mà. Nhưng tao về nhà người ta đi. Ăn gì đấy? Xin miếng. Thôi dạ. Thì kích thích chưa? Mặc phì. Gà chọi mà được ai? Gà chọi mau cá. Gà chọi nướng. Gà chọi mau cá. Nướng. Mặc phì luôn. Quay cái mông phao câu đâu. Úi dồi. Quá phì. Này chắc chó không ăn được. Chỉ có em ăn được thôi. Mày thì ăn hơn chó rồi. Anh như thế. Ừ. Ôi, anh đói quá rồi. Từ từ tao còn phải giã tiết. Nào, gà đấy mà không có tiết thì. Anh đi, tao đặt vào đây. Ừ. Em cho em. Đi. Em vác. Đi được. À, bỏ ra, tao vác cho. Ừ. Cho em cái gì. Mày ăn hết. Mày tất.
Ra để ăn anh ơi. Ui, à, cho em cái chân. Thì ta cho mình cả đôi chân này về tí đeo vào cổ ở nhà mà triển lãm nhá. Đấy, nhìn con đôi chân này đẹp. Chân ra đỉnh cao chẳng đẹp rồi. Chắc quá. Ôi, em. Ôi, em. Nóng quá. Em. Mày cứ bình tĩnh đây, ta cho mày thế này. Ngọt nè. Hơi sống hay sao này? Không được gì đâu. Rồi thế. Rồi thế. Dài lắm. Ừ. Ui mời các bạn nhá. Miếng này có vẻ ngon hơn thì ở ngoài siêu thị nhỉ. Ừ, siêu thị em ra gì. Ui ngon lắm. Mời tất cả nhà nhá. Dài à? Dài em. Em cho em một nửa rồi. Cứ gặm đi. Ăn chặt đi, đây. Quả chân này đẹp không? Để lại cho quả em. Chân đẹp không? Mèo hay cái gì? Kệ nó. Làm chơi đấy á. Cứng khều luôn. Ai à? Cứng như ăn chó được rồi. Ai à? Ai à? Ừ. Giờ nó mới ngửi. Cho mày. Tao ra. Đủ ăn thì to anh rồi. Ngon không? Gà tao nuôi bao lâu rồi, tao phải yểm đấy. Thế anh chả câu đánh với gọi em. Gà mày đánh ra được tao gà tao tìm ra thịt đó rồi. Em có một con gà và cho trần xanh đánh kinh lắm. Thế thì bảo là anh đánh với lại em. Là em đến kỳ đánh rồi. Gà anh thì nói chung là anh chỉ ăn để thịt thôi, phục vụ anh em mình thôi. Mày ăn đi, ăn nhiều vào. Gà ngon quá. Mày có công lớn á. Cứ ăn đi. Em công lớn á, em quay á. Ừ. Nuôi con này chắc lâu. À, anh nuôi con này lâu á. Hả? 5 rồi á. Thế bằng tuổi gà em. Bằng tuổi á? Thế không biết thịt gà mày nó tí là ta. Ví là anh. Là anh chỉ thịt rồi. Gà em mới chiến à. Ừ, chiến. Gà em chiến em không lấy thịt đâu. Giòn. Giòn quá. Nó là đỏ chín hết. Dài lắm. Dài quá. À, ngon kìa. Ngọt nhỉ. Mắt gà này. Gà nuôi gì? Mắt gà thế. Ngọt mà lại còn dài. Ừ. Lần sau nuôi gà công nghiệp ăn cho dễ ăn nhé. Thế cơ anh mà. À ừ, lần sau anh nuôi gà công nghiệp nó dễ ăn. Không, ăn gà trội ngon. Khó ăn nhưng mà ngon. Ừ, phải chân nó đẹp không? Hai hàm phải trơn nhá. Trơn này cũng đẹp. Cũng bằng gần bằng em. Đúng rồi, anh bắt đó. Làm sao bằng con gà của em? Nó cắm bắt đây rồi, móng chắc cực này. Đấy, cho về đeo vào cổ ạ. Làm kỷ niệm. Hôm nay còn mấy con gà? Còn 2 con. Điều mẹ tao xuống bắt tao thấy 3 con, 4 con. Hả? À đâu lúc hôm trước tao xuống tao xem thấy 3, 4 con. Cả gà mái mấy chục con, à 4, 5 con nữa. Là còn mấy chục con. Thì cho nó lấy giống nó để hết chả có nhiều. Ừ. Vào đang thịt không răng. Mày cũng là tao thịt mất. Hả? Hát răng kìa. Anh sư phụ rằng á, em đánh bẫy á, anh vào cầm một gà á, bẫy sập của em sập anh luôn. Chó là người gà dài thế. Anh ấy cho bỏ anh à? Ừ, gà anh mua lại. Lại? Không, không được, nuôi gà này không được. Gà thì nó vào tóm sờ cái là chạy theo luôn. Thế nó mới quen chủ. Quen chủ. Tao tiếc lắm đấy chứ, nhưng mà thường đòi. Mình cảm thấy thường. Vâng, mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có thể giới thiệu cho bạn bè anh em
cùng sử dụng sản phẩm thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với đây, anh em mình đã quyết định kết hợp với công ty trà Việt Anh, tinh hoa trà Việt để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những có những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàng cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đây nhá. Cho mọi người xem lại một lần nhé. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh matcha Tamao TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, page Tamao TV Tích Xanh nhé mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này. Chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.